Hello, xin chào tất cả anh chị em và các bạn nha. Chúc tất cả anh chị em và các bạn có những giây phút xem video thật là vui vẻ, tươi trẻ, mạnh khỏe. Mình là Trần Triền, hiện tại đang làm việc và sinh sống tại Nhật Bản, luôn chia sẻ về những cái cuộc sống của những bạn thực tập sinh hiện tại sinh sống làm việc ở Nhật Bản. Thì hôm nay mình có chuyện buồn lắm các bạn. Mình xem buồn mà không phải là mình buồn mà giờ có thấy mình buồn cười các bạn. Mình làm mà mình nhận được cái tin nhắn, vừa tin nhắn từ nghiệp đoàn mình, rồi tin nhắn từ bên công ty phái cửa ở Việt Nam các bạn. Thì nghiệp đoàn là như thế nào? Nghiệp đoàn là người quản lý trực tiếp mình. Những bạn nào mà đi những bạn nào mà chuẩn bị sang Nhật, dạ, những bạn nào ở Nhật rồi á thì chắc biết là công ty phái cửa, công ty tiếp nhận nhà nghiệp đoàn rồi đúng không? Thì mà khi anh em mình đi với các bạn thì phải xin lại CV gốc, là giấy tờ của mình, hồ sơ của mình nó kết thúc 3 năm á thì nghiệp đoàn giữ của mình. Và mình có xin xong á, cái mình có xin giấy tờ nghiệp đoàn có nhắn tin cho mình là nhắn tin trong nhóm các bạn, những bạn nào mà sắp hết hạn nó nhắn tin trong nhóm là những bạn nào như là viết đơn á, đơn là kính gửi công ty ABCD gì đó, nó là tôi là tên Trần Chuồn hay nãy kia đó, hiện tại tôi muốn qua công ty đó làm. Và từ ngày mấy tháng mấy đó, sau khi đi là không có liên quan gì tới công ty hay nghiệp đoàn hết. Và một thời gian sau nữa là bên, tại người quản lý nghiệp đoàn là người quản lý trực tiếp mình, các bạn sẽ báo về mọi thông tin vấn đề của những bạn làm bên đây á, sẽ báo về công ty phái cử. Công ty phái cử sẽ xử lý các bạn. Và cũng xong á, là cái công ty phái cửa ở Việt Nam á nhắn tin cho mình, nhớ mình thấy cũng buồn cười lắm các bạn. Để mình cho các bạn xem tin nhắn nè. Các bạn thấy tin nhắn không? Một đống tin nhắn luôn các bạn, thấy không? Các bạn xem một đống tin nhắn luôn nè, thấy chưa? Không, tin nhắn đầu tin dài không các bạn? Đó. Thấy chưa? Tin nhắn dài lắm, tin nhắn này cái thứ thâm thúy rồi, để mình đọc cho bạn xem. Là như thế này nè các bạn. Để mình đọc cho các bạn xem nghe nha. Mình thấy buồn cười lắm cái nè. Đó. Chào các bạn, đó, chào các bạn, lịch sự lắm nha, chào các bạn. Sensei các bạn, sensei là nghe tiếng Nhật là giáo viên á, đúng không? Nên mình gọi là từ SS á, hay mình nói cho sensei cho các bạn dễ hiểu nha. Đó nè, chào các bạn, sensei bên phòng nghiệp vụ, đó, nghiệp vụ của công ty ABCD gì đó, muốn thông báo cho các bạn một số việc như sau, đó đúng không? Nè, là hiện tại là sensei có nhận một thông tin là có một số bạn đang muốn chuyển visa Tokute sang công ty khác làm, và một số đang suy nghĩ, một số bạn đang tìm công ty đó. Để mình phân tích cho bạn nghe nè, tại vì công ty là nghiệp đoàn sẽ thông báo trực tiếp về bên các công ty này nè, các công ty này, nghiệp vụ này các bạn đó. Mình đọc lại cho các bạn nghe nha. Có một số bạn muốn chuyển Tokute sang công ty khác làm việc, một số bạn đang suy nghĩ, một số bạn đang tìm công ty, là hoàn toàn sai nha các bạn. Là tại sao tất cả anh em mình đều muốn đi hết nhưng công ty và nghiệp đoàn không cho mình đi đó? Tại sao? Tại nó giữ giấy tờ mình hết rồi, nó không cho mình đi. Tại mình khi phỏng vấn phải có cần giấy tờ các bạn đó. Tiếp tục nè. Việc các bạn sang công ty mới làm, tìm công ty khác hay ở lại công ty cũ làm việc thì tùy vào quyết định của các bạn. Thì đúng là đương nhiên rồi, là tùy vào bản thân mình thôi, đúng không? Đó. Nhưng những bạn nào mà quyết định sang công ty mới thì nhờ gia đình viết cho bên sensei một tờ đơn đồng ý chuyển visa, là chụp lại và gửi qua nhóm cho sensei đó. Thì các bạn nghĩ xem, các bạn sang đây làm, gọi cha mẹ các bạn là 70-80 tuổi ở nhà mà kêu cầm viết đơn rồi gửi qua điện, các bạn nghĩ thử xem, các bạn dùng cái đầu nghĩ thử xem, ông bà già mà 70-80 tuổi có làm được chuyện đó hay không? Cho được đi nữa là cái tỷ lệ nó rất là thấp, đúng không? Hiện tại bây giờ là tụi anh em tụi mình là 20-30 tuổi hết rồi, đúng không? Nhưng mà cha mẹ nữa, cha mẹ gửi đơn qua nữa thì biết đơn nào mà gửi, thay vì mình kêu viết tờ giấy chụp đơn thì mình tự chụp, mình điện, chứ mình chỉ cần điện người nhà, mình nói người nhà rồi bên công ty đó, điện người nhà nói là xong rồi, đúng không? Đó. Và chưa đâu đó, tiếp tục nữa các bạn nè. Khi mình anh em mình trong nhóm đông lắm, mình hỏi nhà sensei đây, tại tụi mình cũng viết xong hết rồi, tụi mình viết xong tụi mình có gửi lên nhóm. Em hỏi sensei ơi, là tụi em viết giấy rồi vậy, của em tụi có xin hồ sơ giấy tờ lại không được sensei? Đó, sensei nói mới nói câu đơn giản dễ thương lắm: CV và bản cam kết không liên quan đến nhau các bạn nhé. Những bạn nào muốn xin chuyển công ty đều phải viết đơn này, còn những bạn nào không chuyển thì không
thì không biết để sensei sắp xếp việc. Trong ngày hôm nay nếu nếu bên sensei không nhận được đơn của bạn nào thì sẽ trả lời, thì sẽ tiếp tục làm ở công ty các bạn. Các bạn nghĩ xem, từ Bắc vô Nam mà cái trường này ở thành phố Hồ Chí Minh mình gửi trong vòng một ngày, các bạn gửi đi xem, gửi bằng cách nào, gửi bằng cách nào, làm khó mức độ đó đó, các bạn làm cách nào, đúng không? Khó khăn lắm. Và một chuyện đơn giản nữa, rất là để mình đọc cái tin nhắn này, cái tin nhắn cuối cùng luôn nè, cái tin nhắn này mình rất là thân thương của ông thầy mình luôn. Tại vì mình á, mình có nhiều chuyện, mình thấy nhiều chuyện, mình nghe nhiều chuyện, mình không hiểu. Tại vì có những người bạn mình chung trường với mình, chung nghiệp đoàn với mình luôn, đối chung, đúng rồi, chung công ty phái cử mình luôn. Đi giảng 5 năm này là không tốn tiền các bạn, nhưng bạn của mình đi sẽ bị đòi tiền. Đó, nhưng bạn của mình là không trả tiền, không đóng tiền luôn. Đó. Và tụi mình có nhắn tin hỏi là sensei ơi, tụi em đi như vậy có cần đóng thêm tiền hay không? Tại vì mình đi mất cả trăm, hơn cả trăm triệu rồi các bạn. Là còn đòi tiền mình thêm nữa. Là tiền như thế nào? Các sensei còn nói như thế này nè, đó. Các bạn tập trung nghe mình, nghe một cái câu, một cái tin nhắn của ông thầy mình nói. Trưởng phòng nghiệp vụ nha các bạn. Trưởng phòng nghiệp vụ của công ty phái cử Việt Nam mình. Nghe đó, nghe nè. Để mình phóng to ra mới được. Đó, nè. Thật ra công ty ABC đó không cần giấy tờ đó để làm gì đâu. Giấy tờ đó là giấy tờ CV đó các bạn, là không cần CV đâu. Thì không cần thì trả cho người ta mẹ nó đi. Chữ làm cái gì? Rồi viết cam kết các kiểu. Đúng không? Mà không viết thì đòi báo qua nghiệp đoàn. Nghiệp đoàn là công ty tiếp nhận quản lý trực tiếp mình đây các bạn đó. Cũng không cần bạn phải thái độ khi hợp tác. Thì mình có anh em mình có thái độ đâu. Anh em mình không biết thì hỏi thôi. Cứ nói anh em mình thái độ nè. Có thì gửi, không có thì bên công ty ABCD sẽ báo không có. Đó. Công ty ABCD cũng không rảnh đâu mà cứ phải đi liên lạc từng nhà làm khó dễ gì chi cho mệt. Đúng không? Mà các bạn biết không? Bản thân mình, anh em mình đi làm bên đấy không biết gì hết mà người nhà điện tới người nhà mình rồi đó. Các bạn nghĩ xem, không rảnh mà vậy đó. Còn các bạn muốn chuyển thì chuyển, không chuyển thì thôi. Công ty ABC cũng không ép hay làm gì hết. Làm giấy tờ này là để mong nghiệp đoàn hay công ty không có làm khó gì các bạn. Đó. Các bạn nghe không? Làm giấy tờ là để công ty, nghiệp đoàn không làm khó gì các bạn hết. Nhưng mà mình xin công ty thì nghiệp đoàn nó mới điện xuống công ty là không cho. Đó, công ty không cho mấy thằng đó. Đó. Mà xin nghiệp đoàn thì năn nỉ quỳ lại giáng sinh nó mấy tháng trời nó cũng không cho. Các bạn ơi, các bạn nghe cái tay đó. Thế nó sao ta? Nó mong thử không? Đó chưa? Vì dù sao nghiệp đoàn hai công ty cũng là người Nhật, nghiệp đoàn hai công ty cũng là người Nhật thì chắc chắn ai cũng biết rồi. Vì người Nhật người ta nghĩ khác người Việt, nói cho nghĩ khác người Việt, người ta ý nói là họ người Nhật thái độ làm việc của Nhật tốt đó các bạn. Còn với công ty ABCD, dù có giấy hay không có giấy, khi các bạn ra khỏi công ty hoàn thành không liên quan nữa. Có xảy ra vấn đề gì thì không ai có quyền trách móc hay đòi hỏi gì hết. Đọc cái đó thì đúng các bạn. Thì khi các bạn qua 3 năm, các bạn hết hạn 3 năm là không, các bạn không có quyền kiện cáo công ty phái cử Việt Nam nữa nha. Nhưng mà các bạn viết cam kết rồi không liên quan nữa, có nghĩa là bạn hết nhiệm vụ, hết đi không liên quan nữa thì làm ơn trả giấy tờ lại cho tụi tôi. Đó, đúng không? Không mâu thuẫn lắm. Đó, đi Nhật nè. Cái câu quan trọng, từ từ quan trọng, các bạn đừng gấp. Đi Nhật, ai mà không mất tiền, cái tiền này đều đương nhiên chứ các bạn. Ai làm công không ai làm công cho ai đâu. Dù đi công ty nào cũng phải đóng tiền đầy đủ mới được đi. Công ty ABCD còn liên hệ các bạn là vì còn có trách nhiệm làm việc với các bạn. Mà còn các bạn có thái độ cái kiểu này nữa thì công ty ABCD chẳng còn gì để nói với các bạn nữa hết. Chúc tất cả các bạn thành công và cân nhắc mọi bước đi sau này để phòng bị lừa gạt. Mình đi bị lừa gạt hay không thì mình không còn biết, mình không biết các bạn. Tại mình chưa đi là mình chưa biết có lừa gạt hay không. Nhưng chắc chắn mình đi công ty ABCD này là mình chắc chắn đã bị lừa gạt. Chắc chắn 100% luôn. Đó. Đâu, từ từ đâu rồi. Đó, này, đúng rồi. Đó, từ. Ai cũng có trách nhiệm và công việc của mình. Lúc chưa đi được mục đích, lúc chưa được mục đích á. Lúc mà chứ nghĩa là mình chưa được mục đích của mình là chưa đi Nhật nữa. Thì mình cầu thị, năn nỉ, quan giang sinh. Đó, khi đã được mục đích thì quay lưng. Đó, các bạn có mâu thuẫn không? Lúc trên thì nói là đi Nhật, không ai đi mà làm công không ai hết nè. Đi Nhật, ai mà không mất tiền, ai làm công không cho ai, đúng không? Bạn có thấy
thằng nào mà rảnh mà đi cầu thị dân sinh mà được đi Nhật không các bạn? Phải đóng cả trăm triệu, mấy trăm triệu mới được đi các bạn. Đó. Nếu không có công ty, nghiệp đoàn và công ty ABCD thì có thể các bạn cũng sẽ có một công ty khác, một nghiệp đoàn khác, một xuất khẩu lao động khác để các bạn sang Nhật. Đó, công ty nói là vậy thôi. Vậy có ai từng hỏi nếu không có cái gọi là công ty, gọi là nghiệp đoàn, gọi là xuất khẩu lao động thì làm thế nào các bạn có thể sang Nhật được không? Đó, cái lý do đơn giản vậy mà các bạn không hiểu hơn ai hết được chứ. Đâu, các bạn cái này là cái công ty, chỉ nói công ty này thôi. Cái này là cái suy nghĩ của mình nha. Nè, cái công ty này nói nè, nếu không có công ty, không có nghiệp đoàn, không có test, không có công ty LCD và cũng không có xuất khẩu lao động thì làm sao có các bạn thực tập sinh làm việc bên Nhật đúng không? Đó, để các công ty này nói. Còn nếu như mà anh em mình nói á, nếu không có thực tập sinh tụi tôi thì làm gì có công ty, làm gì có nghiệp đoàn, làm gì có xuất khẩu lao động và làm việc gì có công ty ABCD đúng không? Mình suy nghĩ đi, phải suy nghĩ lại đúng không? Các bạn không hiểu hơn ai hết, thở dài nữa chứ. Chào chào thân ái các bạn, và từ đó sau là thoát khỏi nhóm luôn các bạn, tự tạo nhóm, tự nói xong tự thoát khỏi nhóm luôn các bạn. Các bạn thấy ức chế không? Thì anh em mình sang đây á, bỏ rất mất gần cả trăm triệu các bạn, đâu ít gì đâu, đâu ai rảnh là làm không không các bạn. Bây giờ ví dụ mình tại trường hợp các bạn thì nói giờ bạn ABCD giờ mình muốn đi Nhật quá, hãy năn nỉ tôi, năn nỉ các bạn cho tôi đi Nhật đi, làm gì có, làm gì được đúng không? Giờ tôi nói bạn ABCD giờ tôi đưa cho bạn 100 triệu, bạn cho tôi đi Nhật đi, các bạn phải chạy cắm đầu liền. Thôi ơi anh ơi, anh ơi, à, tao có thằng đi Nhật nè, rồi giúp nó sao anh, để đưa đi Nhật anh, nó thì đưa đây làm giấy tờ cho nó. Nó gọi là cái này gọi là giao dịch các bạn, cái này gọi là giao dịch. Thì anh em tụi mình sang Nhật làm là có tiền, có miếng cơm ăn, có miếng áo mặc đó. Tôi có công ăn chuyện làm, tôi qua đây làm tôi có công ăn chuyện làm. Thì mấy ông nội á, ở bên công ty á, ở bên công ty phái cử á, công ty ABCD á, công cái nghiệp đoàn đó, mới có cháo một hớp. Không có tụi tôi sang đây làm, tụi tôi cày bên đây cày ngày cày đêm bên đây á, không nhịn nhục bên đây thì làm gì có cơm nuôi cho mấy ông mấy cha mấy ở ở công ty phái cử ở Việt Nam chứ hả? Làm gì có các bạn, các bạn thấy có không? Vậy là trường hợp các bạn thấy xem, nếu không có những người muốn đi Nhật như tụi tôi thì làm gì có công ty xuất khẩu lao động đó. Cho dù mà các bạn mở xuất khẩu lao động ra mà không có tụi tôi đi thì các bạn cũng như không. Ở đằng này mà nói nhìn cái tin nhắn mà thấy tức, nó đập cái máy luôn các bạn, nó tức ức chế gì đâu luôn á, tức đầu tức chế không nói được. Tức đầu thì kêu anh em mình viết đơn á, cam kết á, là ra khỏi công ty không trách nhiệm, không liên quan thì trả giấy tờ lại, tại quy định hết 3 năm mới trả giấy tờ lại. Mà đằng này hết giấy tờ rồi mà không trả, mà cứ viết kêu cho cam kết, viết cho cố vô rồi nói là không có liên quan gì hết. Các bạn nghĩ nó xem vậy, viết làm gì, viết không liên quan, viết làm gì, ép viết trong ngày, gửi trong ngày, viết làm gì. Rồi bây giờ mà xin giấy tờ, xin CV các bạn. CV là cái giấy tờ suy yếu lý lịch của bản thân mình, từ nhỏ tới lớn mình làm cái gì, mình ăn ở đâu, mình ngủ ở đâu, mình ở đâu, mình làm ở đâu, đó mình ghi hết. Cái đó thì chắc chắn các bạn sẽ nằm đầu. Nhưng có một số công ty nó khai láo cho mình thì mình làm gì mình nhớ được, mình chỉ nhớ được một, mình học được một thời gian thôi. Những cái nào mà của mình từng trải, từng làm, từng biết thì chắc chắn các bạn sẽ nhớ cả đời. Còn những cái mà người ta ghi cho mình học là mình không bao giờ nhớ các bạn. Chắc chắn luôn. Đó thì thôi giờ thấy tin nhắn thấy chữ chào thân ái thì chán thiệt các bạn. Giờ mình cũng xin kết thúc video tại đây quá, giờ mình xem tin nhắn thì mình ức chế nữa các bạn, chán lắm luôn á. Hết hạn 3 năm rồi không cho anh em tụi tôi về, và tụi tôi muốn đi công ty khác thì cũng không cho đi nữa, cứ giữ lại cũng giữ chi không biết nữa. Muốn thêm tiền, muốn đòi thêm tiền thì nói một tiếng đi, anh em tụi tôi cho gắn cài, gắn móc máu, hút máu, bán máu mà cho luôn, thiếu máu bán máu cho luôn. Chứ cần gì mà cứ xin giấy tờ cứ hẹn 5 lần 7 lượt không cho, cuối cùng chả được cái đất gì hết. Như vậy làm cái gì? Đó. Thì nói chung là nãy giờ mình không phải mình than vãn các bạn mà ức chế lắm các bạn. Ức chế thôi, ức chế cực kỳ ức chế luôn. Đó. Thì mong các bạn hãy, nếu mà các bạn nào thấy video này á,
có cùng cảnh ngộ với các bạn nào á, và bây giờ bạn là yêu thích mình thấy hay á, và hãy chia sẻ video và lan rộng ra cho những cái bạn khác được biết và được nắm giữ đó. Mình xin kết thúc video đây, xin chào các bạn nha, bye bye các bạn, hãy đăng ký kênh ủng hộ mình đó nha, bye bye các bạn nha.